chia sẻ với cả anh em một cái phôi cây xanh quê dáng làng. Đấy, mình vừa cắt xong đây, quay một vòng cho anh em xem. Đấy, anh em nhìn cái nó vừa mới từ thùng, từ chậu nhựa nó ra nhá, nhìn bộ rễ như này là quá khỏe luôn nhá, không có lo lắng nhá. Đấy, về nuôi tiếp, tư duy tiếp. Các cái phôi xanh mà nó trồng từ bé, mà trồng từ thùng xốp hoặc là trồng từ chậu nhựa là về em trồng ấy nó rất hay. Là đến khi hoàn thiện ấy, nó là hàng bim bim. Đấy, hàng này là hàng bim bim này. Đấy, anh em hình dung này, bây giờ nó cao như cái bật lửa này. Đấy, cái gốc của nó là to hơn ngón chân cái nhá. Đấy, về anh em tư duy tiếp làm thêm. Đấy, nhìn người nào biết làm cây thì nhìn thấy ngay là nó là một nét của cây làng rồi. Hoặc có thể là biến tấu nó thành trực hoành nhá. Đây có thể nó là nhánh hoành này. Hoặc là biến nó thành cây hai thân, hai thân hóa làng. Rồi anh em nào lấy thì 300.000 bao ship nhá. Đấy, anh em nào không chốt được thì mình tiếp tục mình nuôi tiếp. Rồi, cảm ơn anh em nhá.